Đó, củi cháy rất là được. Trung bình là mình sẽ làm bánh 110 hả? Khi nào khách kêu đặc biệt mới 180 đúng không? Cái đó là 180 này chị. Dạ, đúng rồi. Đó, đây là toàn cảnh của buổi chiều hôm nay ha mọi người. Đó, rất là đông luôn. Wow, như một cái công xưởng luôn. Đó, cả nhà thấy ha, rất là đông luôn nè. Quán bữa nay là không full bàn, full ghế. Xin chào cả nhà ha. Thì hôm nay mình có mặt ở bánh xèo Đinh Công Tráng cả nhà, 46A Đinh Công Tráng. Thì như mình quan sát bây giờ là 4 giờ mấy thì cũng rất là đông khách ha. Đó, khách ngồi rất là đông luôn. Coi như là vỡ trận đó cả nhà ơi. Mấy hôm nay thì quán rất là nổi tiếng trên cộng đồng mạng rồi. Thực ra mình biết quán từ lâu rồi cả nhà, nhưng mà chưa có dịp để ghé quay. Hôm nay thì mình sẽ ghé mình quay để cho cả nhà thấy cái bánh xèo mà tới 180k thì nó sẽ như thế nào ha cả nhà ha. Đây là hai anh chị đầu bếp ha mọi người. Mình đứng ở đây quay thì rất là lửa, rất là táp ra ngoài ha, cho nên nó hơi nóng. Đó, hầu như là các bếp đang hết công suất nè. Chị ơi, bánh này là bánh bao nhiêu chị? 110 hả? 110 hả? Dạ. Trung bình là mình sẽ làm bánh 110 hả? Khi nào khách kêu đặc biệt mới 180 đúng không? Rất là đông, các anh chị cũng tò mò tới để mà quay nè mọi người ạ. Ồ, các anh chị này người nước ngoài hay sao á? Đây có hai anh chị đầu bếp chính của quán nè, cho mình thấy trên clip nào cũng là anh chị này hết trơn. Cô chủ quán ở trong á, hồi nãy mình cũng có hỏi cô chủ quán thì cô nói ờ thì mấy đứa cứ quay đi không sao hết. Ồ. Đó, mình sẽ quan sát cái cách làm của anh chị ha. Mình thấy anh chị sẽ chiên sơ cái phần đồ ăn. Đó. Nhưng cái topping á, anh chị sẽ chiên sơ. Sau đó khi đổ bánh xèo thì anh chị sẽ bỏ topping vô. Đây là bánh 110 nha cả nhà. Mình đếm nè, 2, 4, 6, 8 con tôm ha. Sau đó là có thịt với lại những cái giá đồ. Một điều đặc biệt đó là bếp lò bằng củi ha cả nhà ha. Đó. Đó, củi cháy rất là đượm luôn. Hôm nay là mới có 4 giờ mấy là đã đông khách rồi cả nhà. Cái đó là 180 này chị. Dạ, đúng rồi. Rất là nhiều, 2, 4, 6, 5, 6. Những con tôm rất là mập ha, mập ú nu luôn nè. Xong rồi là rất là nhiều thịt ở trong luôn. Mình thấy có rất là đông anh chị phục vụ ở bàn đó, 2, 4, 6, 8. À, những người mình thấy là 2, 4. Chắc là khoảng 10 người tầm cộng. Mình bán từ mấy giờ chị? 10 giờ sáng mở cửa hả? Dạ. Mở đến 2 giờ, 4 giờ mở lại. Dạ. 2 giờ là sẽ nghỉ trưa chút xíu. Dạ. Mấy bữa nay có đông khách đột biến gì không chị? Hay là bình thường mình vẫn đông vậy? Dạ, ngày nào cũng vậy. Ồ.
Nhưng mà chắc là tầm 7 giờ chắc đông hơn hả? Giờ cao điểm là 7 giờ. Dạ. Đó, mình sẽ coi ảnh làm một cái 180 là sẽ như thế nào cả nhà. Ảnh sẽ chắc bớt dầu đi này để cho nó đừng có bị dầu quá. Ôi, cái bánh nó vàng ruột luôn. Ủa, em thấy một cái mình chiên cũng khá là lâu ha. Để cho nó giòn thôi chị ha. Chị sẽ tiếp thêm rất là nhiều dầu, nhưng mà sau đó thì chị sẽ lại chách dầu đi. Đó, để cho nó hình như là giòn hai mặt hay sao á. Ôi, nhìn đã quá nè. Nóng lắm cả nhà ơi, nóng lắm. Ở đây á, rất là dễ tìm mọi người, tới đường Đinh Công Tráng quẹo vô tới 46A là gặp ha. Đinh Công Tráng thì là đối diện với lại nhà thờ Tân Định đó cả nhà. Ở đây nhìn ra thấy nhà thờ luôn ha. Đang có chuông nhà thờ buổi chiều á. Đó, cái quán nhìn rất là dễ thương luôn, rất là bắt mắt luôn cả nhà ha. Cái khu mà khách ngồi cũng rất là mát mẻ luôn, tại nó thông thoáng đó. Đó, rất là thông thoáng ha, ở bên này ha. Đó, bây giờ là gần như là full bàn buổi chiều rồi đó cả nhà. Đó. Ngoài ra thì quán của chú, của cô này có bán thêm gỏi nữa nha mọi người. Đây là bánh chiên để chuẩn bị phục vụ cho khách ngay lập tức khi mà cần sẽ có ha. Hai bánh đường hết luôn á. Dạ. Đường cái nha. Bánh đường thiếu một. Có kiểu cá thật không? Về một cái chơi. Có người nói là chị lạnh lùng quá thì sao? Đang mệt quá không có tập trung. Dạ. Lát rồi bánh được khép. Dạ. Không cảm nha. Dạ dạ không có gì. Là mệt quá. Thì ai cũng nghĩ như vậy hết trơn á. Nhưng mà. Dạ. Đó là chị đầu bếp cũng đã có giải thích rồi cả nhà. Có gì mọi người thương yêu thông cảm cho chị ha, làm việc mệt quá. Áp lực ha. Chị đầu bếp chính nè. Chắc là nóng dữ lắm. Ồ. Ồ. Đó, chị liên tục rưới cái dầu lên để cho nó giòn đều, vàng giòn. Rất là ha, dạ vậy. Ủa, nãy chị kêu bàn số 8 lộn vậy? Số 8 có vợ cua á. Đó, có khách nước ngoài lại ăn. Thì đây là một cái clip mình sẽ cập nhật tình hình của quán bánh xèo Đinh Công Tráng ở nhà. Quán rất là nổi tiếng trong mấy ngày gần đây.
Đó, rất là hay là chị rưới cái dầu lên và lấy cái nắp để đậy lại. Hay quá à. Cái bánh nó sẽ không bị quá mỏng xung quanh mà nó sẽ dày đều ha cả nhà ha. Nó sẽ không có cái vụ mà mỏng ở ngoài rìa xong rồi dày ở phía trong mà nó sẽ đều luôn. Nhìn rất là ngon luôn ha. Chiên một cái bánh là khoảng 10 phút không chị? Không có điểm. Dạ. Đó, chiều nay thì đông khách quá cho nên là quán phải dọn thêm bàn so với thường ngày ha. Đó, khách vô quán khá là đông luôn cả nhà. Vỡ chậm. Chuyến này là vỡ chậm lớn ở quán bánh xèo ha cả nhà. Đó, đây là toàn cảnh của buổi chiều hôm nay ha mọi người. Đó, rất là đông luôn. Wow, như một cái công xưởng luôn. Đó, cả nhà thấy ha, rất là đông luôn nè. Quán bữa nay là không full bàn, full ghế. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái clip mình cập nhật thêm về quán bánh xèo Đinh Công Tráng ha cả nhà ha. Đây là một trong những cái quán bánh xèo nổi tiếng, rất là nổi tiếng ở thời điểm hiện tại trên các trang mạng kênh YouTube. Đó. Thì mình thấy các anh chị ở đây cũng rất là dễ thương, cũng rất là chia sẻ câu chuyện cũng như là cho các bạn có những cái thông tin về quán ha. Chứ có nhiều bạn cũng nói là các anh chị ở đây lạnh lùng này kia không chia sẻ, nhưng mà chắc là do câu chuyện là các anh chị khá là bận rộn vào đúng cái thời điểm đó, đông khách quá thì mọi người sẽ không chia sẻ được nhiều ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái clip nha. Thì mình cũng sẽ cập nhật thêm tình hình của quán cũng như là các quán khác đó. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái clip ha.